Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Hạnh. Thời tiết thì đang rất là lạnh và không còn tình trạng bóng đổ dầu như mùa hè nữa, mà thay vào đấy là tình trạng khô, bong chóc và thiếu sức sống. Chính vì vậy, ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm dưỡng da mà mình đang sử dụng trong khoảng thời gian gần đây. Đó là bộ sản phẩm dưỡng da Nutifen đến từ Viện Điều trị da Nutifen Clinic. Nutifen Clinic là viện điều trị da hàng đầu châu Á, được thành lập tại Thái Lan bởi bác sĩ Nutifen và có mặt tại Việt Nam từ năm 2016 với hơn 150 phòng khám tại châu Á và 10 phòng khám tại Việt Nam. Và với 30 năm kinh nghiệm và đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp đến từ nước ngoài, sau một thời gian nghiên cứu thì đã cho ra bộ sản phẩm dưỡng da ngay trên tay mình đây. Trước tiên thì mình sẽ nói một chút về làn da của mình. Da của mình là da hỗn hợp thiên khô và do nhu cầu công việc thì mình sử dụng lớp make up rất là nhiều và trong một khoảng thời gian dài. Chính vì vậy thì da của mình ngày càng bị xuống cấp và bị thiếu sức sống. Đặc biệt là có một khoảng thời gian mình bị nổi mụn rất là nhiều. Mình rất là bị stress vì điều đấy và mình buồn kinh khủng. Nhưng ngay sau đó thì mình đã được một người bạn giới thiệu cho bộ sản phẩm dưỡng da của Nutifen Clinic và mình cảm thấy rất là ưng ý. Đây thực sự là vị cứu tinh của mình, bởi vì ngay sau khi sử dụng thì làn da của mình không còn tình trạng bong chóc nữa, mà thay vào đấy là rất là mềm mại và căng bóng. Còn bây giờ thì mình sẽ nói một chút về cách dùng và công dụng của các sản phẩm này nhé. Đầu tiên là sản phẩm Nutifen Moisturizing Cleanser, hay còn gọi là Detox Toner. Trước đây thì mình đã sử dụng khá là nhiều loại tẩy trang như dạng nước, dạng dầu hay là dạng sủi bọt. Nhưng mà đa số thì đều khiến da mình trở nên bị khô, bởi vì nó không những làm sạch da mà nó còn làm luôn mất cái độ ẩm trên da của mình. Nhưng với sản phẩm Detox Toner của Nutifen này thì chắc chắn sẽ khiến các bạn ngạc nhiên. Với công thức nuôi dưỡng chuyên sâu thì nó không những làm sạch da mà còn cung cấp độ ẩm cho da của mình. Đây là sản phẩm 2 trong 1 của Nutifen mà Ngọc Hạnh rất là thích. Và không những thế thì ở sản phẩm này còn có mùi hương rất là nhẹ nhàng, quá là ưng ý luôn. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm dưỡng da dành cho các bạn có nhu cầu sở hữu cho mình một làn da trắng sáng và rạng rỡ. Đó chính là sản phẩm Nutifen Whitening Hydrating Cream, được chiết xuất từ một thành phần kojic, từ một loại nấm lên men có tác dụng làm trắng sáng và rạng rỡ hồng hào cho da. Và điều mà mình thích nhất ở các sản phẩm dưỡng da của Nutifen có lẽ được chính là cái chất kem của Nutifen rất là mỏng nhẹ và mướt. Khi mà thoa lên da thì kem không hề bị bết dính mà thấm rất là nhanh. Và bước cuối cùng đó chính là sử dụng kem chống nắng. Nhiều bạn nghĩ rằng là thời tiết đông lạnh như thế này không có nắng thì cần gì phải bôi kem chống nắng. Nhưng các bạn đã sai hoàn toàn, bởi vì nếu như không sử dụng kem chống nắng thì tất cả các bước mình dưỡng da bên trên đều trở nên công cốc. Và giải pháp cho tất cả đó chính là em chống nắng của Nutifen này đây. Với công dụng là bảo vệ da trước tác động của hai tia UVA và UVB từ ánh nắng mặt trời, phù hợp với mọi loại da. Và trước đây thì mình cũng đã sử dụng qua khá là nhiều loại kem chống nắng, nhưng đều có chung một đặc điểm, đó chính là sau khi sử dụng thì da mình trở nên rất dễ lên mụn. Nhưng với em chống nắng của Nutifen này thì không, chất kem mỏng nhẹ thấm vào sâu bên trong giúp bảo vệ da tối ưu. Mình đã sử dụng được bộ sản phẩm này được một khoảng thời gian và mình cảm thấy rất là ưng ý. Các cái tình trạng da bị khô, bong chóc, nứt nẻ và thiếu sức sống đều đã được cải thiện. Và mình cảm thấy khá là phù hợp cho các bạn đang gặp phải tình trạng giống như mình. Sau những chia sẻ vừa rồi thì mình chúc các bạn sẽ có thêm được cái sự lựa chọn mua một bộ sản phẩm dưỡng da mới. Và mình chúc các bạn sẽ có một làn da thật đẹp. Xin chào!